cô xuyên không thành nàng công chúa nhân ngư hay khóc nhè. Hệ thống yêu cầu cô phải bắt nạt phản diện âm hiểm chưa hóa rồng. Cô bơi đến trước mặt hắn, run rẩy dùng đuôi cá tát vào mặt hắn. Tên khốn. Hệ thống khuyên cô phải tự tin lên, đánh mạnh vào. Sau này, phản diện hóa rồng trở thành chúa tể tứ hải. Hắn dùng móng vuốt khổng lồ giữ chặt đuôi cá của cô, giọng nói khàn khàn, chưa đủ, tiếp tục đi. Long tộc đã tuyệt diệt từ lâu, bây giờ tứ hải do bộ tộc nhân ngư thống trị. Thế nhưng gần đây, Vân Uyên tướng quân phục tùng dưới trướng nhân ngư lại mọc ra vảy rồng. Phụ hoàng cô liền ném hắn vào trong thủy lao. Cô xuyên không thành nàng công chúa nhân ngư xinh đẹp, độc ác. Hệ thống yêu cầu cô đến thủy lao, nhổ vảy rồng trên ngực hắn. Cô đang chậm rãi bơi về phía thủy lao. Hệ thống liên tục thúc giục cô trong đầu. Nhanh lên chút đi, con sứa bên cạnh còn bơi nhanh hơn ngươi. Nói ngươi hai câu sao lại khóc rồi. Trời ơi, ngọc trai. Nước mắt của ngươi nhiều thật đấy, mau dùng váy hứng lấy. Hoàn thành nhiệm vụ là có thể trọng sinh quay về thế giới thực, còn có thể mở tiệm bán trang sức nữa đấy. Cô ôm đầy ngọc trai trong lòng, vất vả lắm mới bơi đến được thủy lao. Vân Uyên bị trói ở giữa thủy lao, quần áo trên người hắn rách nát, thấm đẫm máu. Nhìn thấy cô đến, hắn mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, hung ác. Cô hoảng sợ buông tay, ngọc trai rơi vãi khắp nơi. Hệ thống lại tức giận. Ta không muốn nói ngươi nữa, không biết còn tưởng ngươi đến đưa của hồi môn cho hắn. Thôi bỏ đi, nhanh chóng làm theo cốt truyện, nhổ vảy rồng trên ngực hắn ra, ngươi làm được chứ? Cô hít hít mũi, nén nước mắt, siết chặt tay, nói, làm được. Hệ thống thở dài, nhanh lên, nhớ phải nói những lời độc ác đấy. Cô nắm chặt tay áo, đi đến trước mặt nam chính. Run rẩy đọc lời thoại mà hệ thống viết cho cô, tên. Tên khốn, ngươi cũng xứng có. Vảy rồng sao? Duyên Duyên. Hệ thống tức giận, là Vân Uyên. Duyên Duyên. Hệ thống nói một lần, cô lặp lại một lần. Vân Uyên. Duyên Duyên. Lặp lại mười mấy lần, hệ thống bỏ cuộc. Thôi cứ Duyên Duyên đi, cũng đủ để nhục mạ hắn rồi. Vân Uyên nhìn cô với ánh mắt hung ác, cảnh giác. Công chúa lại giở trò gì nữa đây? Muốn giết muốn chém, cứ việc ra tay. Cô cắn môi, nén nước mắt, run rẩy sờ vào ngực hắn. Ta muốn lấy vảy hộ tâm của ngươi, được không? Bị cô chạm vào, ngực Vân Uyên run lên, nhưng lập tức lạnh lùng trở lại. Hắn cắn răng nói, phải xem công chúa có bản lĩnh đó không đã. Vết thương trên người hắn thật đáng sợ, nhìn là biết rất đau. Cô không dám nhìn kỹ, nhắm mắt lại. Cô đưa tay sờ soạng trên ngực hắn. Tìm thấy rồi. Lòng bàn tay cô chạm vào một chỗ nổi lên. Chắc chắn là vảy hộ tâm. Cô hơi hưng phấn, cuối cùng cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô dùng sức kéo mạnh. Vân Uyên kêu rên một tiếng. Cô hoảng sợ mở mắt ra. Vài sợi tóc của Vân Uyên tán loạn trên trán, mặt mũi đỏ bừng, cơ thể cũng nóng dần lên. Mắt cô đỏ hoe, có vẻ hắn đang rất khó chịu. Là cô làm hắn bị thương, cô muốn nhổ vảy của hắn, hắn phải đau đớn đến nhường nào. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Cô vừa khóc vừa xoa xoa cho hắn, hy vọng hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vân Uyên dần dần xuất hiện vẻ đau đớn. Hắn cắn chặt răng, nhìn cô chằm chằm, như muốn xé xác cô. Lại làm hắn đau rồi sao? Hắn sẽ không chết đấy chứ? Cô cảm thấy tội lỗi đến mức khóc lóc thảm thiết. Hu hu hu, ta là người xấu. Hệ thống mất kiên nhẫn. Ngươi là đồ ngốc sao? Nói bao nhiêu lần rồi, công chúa nhân ngư là phản diện. Ngươi có biết tại sao người ta gọi là phản diện không? Cảm thấy giọng điệu của mình hơi nặng nề, hệ thống liền nhẹ giọng nói. Đừng khóc nữa, phải tự tin lên, dùng sức xé hắn ra. Tên này là nam chính, cả hai chúng ta có giết hắn cũng không sao. Cô chớp chớp mắt, lau nước mắt, cắn môi. Hệ thống nói đúng, nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì không chỉ có cô, mà cả hệ thống cũng sẽ bị liên lụy. Cô cắn răng, gần tai Vân Uyên, run rẩy tuyên chiến. Duyên Duyên, lần này ta sẽ dùng sức đấy. Vảy hộ tâm trên ngực hắn càng lúc càng cứng, nhưng dù cô có dùng sức thế nào, cũng không thể nhổ ra được. Cô dùng ngón tay kéo, dùng móng tay cào, đều không được. Hơi thở của Vân Uyên càng lúc càng dồn dập, nhưng bị dây thừng trói buộc, hắn không thể kháng cự. Cơ thể hắn căng cứng, ngực cũng càng lúc càng nóng. Dường như đã đến giới hạn, Vân Uyên bỗng nhiên gào thét một tiếng. Khí thế của hắn khiến cho cô hoảng sợ lùi lại, hiện nguyên hình đuôi cá. Hệ thống cuối cùng cũng khen cô, làm tốt lắm. Tên này kêu thảm thế, chắc chắn là rất đau. Để cô xem kịch bản, oa, chỉ số phẫn nộ của nam chính đang tăng vọt. Sao chỉ số hưng phấn cũng tăng lên thế nhỉ? Hệ thống im lặng một lúc, sau đó bỗng nhiên hiểu ra, nó nói chắc chắn là sự phẫn nộ đã thức tỉnh ý chí chiến đấu của hắn. Đàn ông mà, đều như vậy cả,
càng thất bại càng kiên cường. Cô gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi, vậy, ta tiếp tục xoa xoa cho hắn nữa nhé. Bỗng nhiên, cô nhớ đến nhiệm vụ chính, hơi bối rối. Nhưng ta vẫn chưa nhổ được vảy hộ tâm mà. Hệ thống nói, trong nguyên tác, nàng công chúa nhân ngư Tịch Nhượng đã dùng hết mọi hình phạt tàn khốc, nhưng vẫn không thể nhổ được vảy hộ tâm của Vân Uyên. Nhưng cũng khiến cho Vân Uyên bị thương không nhẹ, đồng thời cũng khiến cho mức độ căm hận của Vân Uyên lên đến đỉnh điểm. Vốn dĩ là không thể nhổ được, nhưng cô cảm thấy hình như thiếu điều gì đó, để cô xem lại kịch bản đã. Tìm thấy rồi, cảnh này phải có máu, mới coi như hoàn thành. Hệ thống hiến kế cho cô, ngươi hãy tát cho hắn nôn ra máu. À không, dùng đuôi cá tát người rất đau. Cô vừa xuyên không đến đây không lâu, vẫn chưa thích ứng với cái đuôi này. Nghe nói phải đánh người, cô sợ đến mức đuôi run lẩy bẩy. Cô không muốn làm tổn thương Vân Uyên nữa, hắn mọc vảy rồng cũng không phải là lỗi của hắn. Nhưng cô cũng không dám chọc giận hệ thống. Cô như một con cá ngựa, vụng về bơi đến bên cạnh Vân Uyên. Cô vất vả nâng chiếc đuôi cá to lớn của mình lên, đánh về phía khuôn mặt tuấn tú của hắn. Chiếc đuôi cá màu xanh lướt qua dòng nước, rơi trúng vào mặt Vân Uyên, nhưng chỉ chạm nhẹ vào tóc mai của hắn. Vân Uyên hơi nhíu mày, nhìn thấy hành động của cô, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ. Hệ thống hận không thể chọc vào trán cô mà mắng. Ngươi đang lau mồ hôi cho hắn đấy à? Sao không lấy quạt lông quạt cho hắn luôn đi? Sợ hắn bị lạnh sao? Có thể nghiêm túc một chút không? Ngươi nói cho ta biết là ngươi có làm được không? Cô ngậm nước mắt gật đầu. Cô cắn môi, bơi đến chỗ cách xa Vân Uyên. Hệ thống mất kiên nhẫn hỏi cô, ngươi đang làm gì đấy? Cô nhặt một nắm ngọc trai, nhẹ giọng nói, ta muốn chạy đà. À không, bơi một đoạn, như vậy lực đánh sẽ mạnh hơn. Cũng có chút não, đi đi. Cô nhắm vào mục tiêu, dùng sức quẫy đuôi, bơi về phía Vân Uyên. Lúc sắp bơi đến nơi, hệ thống bỗng nhiên kêu to trong đầu cô. Dừng lại, dừng lại. Ta vừa tra ra, trong thế giới của nhân ngư, quẫy đuôi với người khác giới chính là cầu hôn. Vừa dứt lời, đuôi cá của cô đã chạm vào bụng dưới của Vân Uyên. Lực quẫy quá mạnh, máu phun ra, văng lên người Vân Uyên. Từ gò má đến bụng dưới, đều là máu của cô. Đuôi cá của cô quệt vào dây thừng trói buộc Vân Uyên, cắt đứt dây thừng. Hệ thống sững người một giây, sau đó hét lên. Trời ơi, chuyện gì thế này? Con cá chép này sao lại hung dữ thế? Dây thừng bị cắt đứt, Vân Uyên được tự do. Hắn nhìn cô, mắt trợn lên, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Sau đó, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng hốt. Hắn đưa tay ra, ôm chầm lấy cô. Tiếng rồng gầm vang lên. Máu không ngừng chảy ra từ đuôi cá của cô, như vô số sợi chỉ đỏ quấn lấy cô và Vân Uyên. Cô mất máu quá nhiều, đau đớn đến mức hít không ra hơi, bụng cá lật ngửa. Vân Uyên run rẩy, bế đuôi cá của cô lên, truyền linh lực vào. Trong lúc mơ màng, cô hỏi hệ thống, máu rồi, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Hệ thống tức giận quát cô, con ngốc này, có máu thì cũng không thể là máu của ngươi. Nói xong, nó bỗng nhiên hét lên, trời ơi, chỉ số hoảng sợ của nam chính đang tăng vọt. Kịch bản hiển thị tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ số hoảng sợ, đạt tiêu chuẩn. Chỉ số phẫn nộ, đạt tiêu chuẩn. Lượng máu, đạt tiêu chuẩn. Kịch bản hiển thị, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Phát thưởng, điểm phục sinh của ký chủ cộng 30. Điểm phục sinh của hệ thống cộng 304. Hệ thống phấn khích mãi không thôi. Chúng ta đã hoàn thành cảnh đầu tiên với số điểm tuyệt đối. Đây là lần đầu tiên cô đây đạt được điểm tuyệt đối. Cá chép nhỏ. Chỉ cần hoàn thành thêm 3 cảnh nữa, tích lũy đủ 100 điểm là chúng ta có thể trọng sinh rồi. Hệ thống vui vẻ, cô cũng theo đó mà vui vẻ. Cô nằm trong lòng Vân Uyên, nhếch mép cười. Đột nhiên, một trận rung chấn mạnh mẽ xảy ra. Một con cá khổng lồ bơi đến, quẫy đuôi phá tan thủy lao. Đây chính là nữ chính trong nguyên tác, Mạc Giao, nàng ta đến cứu người. Nhìn thấy Vân Uyên, Mạc Giao biến thành hình người. Tóc đuôi ngựa, trang phục đen ngắn gọn, trông rất ngầu. Long chủ, thuộc hạ đến muộn. Mạc Giao liếc nhìn cô một cái đầy căm hận. Yêu nữ này đã hãm hại Long chủ thành ra như vậy, đã bắt được nàng ta rồi, mong Long chủ đừng nương tay. Nàng ta dùng tay biến ra một thanh kiếm bạc, giơ lên định giết cô. Cô theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng mà đuôi cá bị thương rồi, bơi rất chậm. Giống như gặp phải ma quỷ, dù cô có bơi thế nào, cũng không thể thoát ra. Hệ thống không nhịn được nhắc nhở, đừng cựa quậy nữa, gáy của ngươi đã bị nam chính nắm chặt rồi. Vân Uyên nắm lấy cổ cô, nhấc lên, lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Tay còn lại phẩy tay áo, chặn lại thanh kiếm của Mạc Giao, đưa Tịch Nhược về Long Cốc trước đã. Mạc Giao cứ tưởng hắn muốn bắt cô làm con tin để đe dọa vua nhân ngư. Nàng ta gật đầu nói, tuân lệnh, trên đường đi.
Vân Uyên biến thành rồng đen, đặt cô lên lưng hắn, dùng vây lưng che chở cho cô. Trên người hắn đã mọc ra rất nhiều vảy rồng, nhưng sừng rồng vẫn chưa mọc ra. Hắn cần phải đến Long Cốc để hấp thụ linh khí, hóa rồng. Giọng điệu của hệ thống đầy vẻ nghi hoặc. Trong nguyên tắc viết lúc này nam chính sẽ trói ngươi vào đuôi, kéo ngươi đi. Sao bây giờ ngươi lại được ngồi trên lưng hắn? Ta đã mua thuốc che giấu cảm xúc cho ngươi rồi, sao lại thay đổi cốt truyện? Khốn kiếp, số điểm tiêu tốn uổng phí rồi. Hệ thống nói như vậy, cô cũng cảm thấy rất tiếc tiền của nó. Cô nhẹ nhàng kéo kéo vây lưng của Vân Uyên. Vân Uyên quay đầu lại. Sao vậy? Cô run rẩy nói, ngươi có thể kéo ta đi không? Vân Uyên lập tức quay đầu lại, cơ thể hắn hơi ửng đỏ, nói năng lúng túng, công chúa, tâm ý của nàng, ta đã biết. Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, nhưng mà, có những chuyện, không cần phải vội vàng. Cô không hiểu ý của Vân Uyên, liền hỏi hệ thống, nhưng hệ thống không thèm để ý đến cô. Con rồng đen này trông thì hung dữ, nhưng mới bơi có một đoạn ngắn như vậy mà đã biến thành màu hồng rồi, ẻo là quá. Sao thế? Nước biển làm bỏng chân hắn rồi sao? Hình như Vân Uyên thật sự bị cái gì đó làm bỏng, bơi rất nhanh. Cô sợ rơi xuống, liền nắm chặt vây lưng của hắn, ôm chặt vào trong lòng. Ngay sau đó, Vân Uyên đâm thẳng vào rặng san hô. Hệ thống cười ha ha, oa, nước biển làm bỏng não hắn rồi. Hệ thống cười nhạo Vân Uyên xong, bỗng nhiên im bặt. Sao ta thấy ngươi giống một người thế nhỉ? Khóe miệng cô cứng đờ, tim đập lỡ một nhịp. Cô và hệ thống đều là những người sắp chết ở thế giới thực. Mới phải xuyên không đến đây làm nhiệm vụ để có được cơ hội sống lại. Tên thật của cô là Dư Tịch, từ nhỏ đã là ngôi sao nhí, trước đây rất nổi tiếng. Chỉ là sau này, đã xảy ra chuyện đó. Nếu hệ thống nhận ra cô, chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm, càng thêm ghét cô. Cô sợ hãi đến mức cứng người, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hệ thống cuối cùng cũng nhớ ra cái tên, Nam Cung Vấn Nhã. Giống quá, ai nhìn thấy ngươi cũng phải ngây người. Cô dùng vây lưng của Vân Uyên lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống ngập ngừng một lúc, nghiêm túc nói, đuôi còn đau không? Chúng ta là phản diện, phải hành hạ người khác, đừng để bản thân bị thương. Lần sau không được làm bậy như vậy nữa đấy. Trong đầu cô hiện lên vài chuyện, cô đỏ mắt, lắc đầu, nhưng bố ta nói, chỉ cần kết quả đạt được, thì quá trình thế nào cũng không quan trọng. Hệ thống không đồng ý, bố ngươi là đồ ngốc. Giọng nói hệ thống nhẹ nhàng hơn, có chút ngượng ngùng. Ngươi là người do anh đây chọn, ta sẽ không để ngươi bị thương đâu. Cô không nhịn được mà vui vẻ, ánh mắt lấp lánh. Hệ thống, trong số nhiều ký chủ như vậy, tại sao lại chọn ta? Hệ thống không hề do dự, vì ngươi rẻ nhất, điểm kết nối thấp nhất. Ta hay chê bai người khác, bị ký chủ tố cáo nhiều quá, điểm sắp bị trừ hết rồi. Hệ thống lại nói, tóm lại, chúng ta cứ làm theo cốt truyện, sớm ngày trọng sinh. Sau khi quay về nhà, ta sẽ mời ngươi ăn thịt ba chỉ chiên chua ngọt. Cô gật đầu, được. Hệ thống nói, phong thủy ở Long Cốc rất tốt cho nhân ngư. Cô ở lại Long Cốc vài ngày, vết thương đã hoàn toàn bình phục. Trong nguyên tác, công chúa nhân ngư bị bắt làm con tin, giam cầm ở Long Cốc, nhưng vẫn không quên gây sự. Cảnh tiếp theo mà cô phải diễn chính là khiêu khích mối quan hệ của nam nữ chính, thúc đẩy tình cảm của họ. Chia làm 3 bước, bước đầu tiên, nhục mạ nữ chính. Bước thứ hai, nói với nàng ta rằng nam chính thích ngươi. Bước thứ ba, đợi nữ chính tức giận bỏ đi, liền đẩy nàng ta xuống vực. Sau đó thì he he he. Hệ thống cười rất ghê rợn. Cô lo lắng hỏi, sau đó sẽ thế nào? Mặc Dao có bị thương không? Hệ thống không nói cho cô biết, còn mắng cô. Con nít con nôi, đừng hỏi nhiều chuyện trên giang hồ. Ngươi không cần quan tâm, cứ làm tốt 3 bước này là được. Cô nén nước mắt, hít hít mũi. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Chưa kịp để cô đi tìm Mặc Dao, thì Mặc Dao đã tìm đến cô trước. Mặc Dao là cá khổng lồ, vì cơ thể quá lớn nên phải ăn liên tục để bổ sung thể lực. Mặc Dao vừa lấy tôm giòn ra ăn, vừa chất vấn cô. Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn bỉ ổi nào mê hoặc Long Chủ, khiến cho hắn để ngươi ở lại trung tâm linh khí của Long Cốc? Mặc Dao không ngừng mắng cô là yêu nữ, càng mắng càng hăng. Ngươi thật là bọ hung đeo mặt nạ, vô liêm sỉ. Nằm trên giường ở trong nhà vệ sinh, ghê tởm, gần phân quá. Cô thầm thán phục, vốn từ mắng người khác của Mặc Dao thật là phong phú, còn giỏi hơn cả anti-fan của cô lúc trước. Mặc Dao mắng mệt rồi, nhìn thấy cô vẫn chưa có phản ứng gì, bèn khoanh tay, nhíu mày. Ngươi không nói lại 2 câu sao? Cô chớp chớp mắt, hả? Hệ thống tức giận đến nổ phổi. Hả cái gì? Ngươi chỉ biết nói hả thôi sao? Nhanh chóng mắng lại đi, người ta mắng ngươi thế nào, thì ngươi cứ mắng lại như thế. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, phản công. Hệ thống càng tức giận hơn, nó lấy kịch bản ra, bảo cô đọc theo.
các ngươi là cá khổng lồ, to béo, xấu xí, sao có thể so sánh được với chúng ta là mỹ nhân ngư, thướt tha, uyển chuyển, Vân Uyên không thích ngươi, cũng là chuyện bình thường. Cô vẫn không nói gì. Hệ thống, sao thế? Không biết chữ à? Đợi đấy, ta đánh dấu pin zin cho em. Cô lắc đầu, nhưng mà kỳ thị cơ thể là không đúng. Tại sao lại yêu cầu cá khổng lồ và mỹ nhân ngư phải giống nhau? Hệ thống ngây người. Lời này của ngươi cũng có lý. Được rồi, ta sẽ dùng điểm để bỏ qua phần này. Phần quan trọng là hai bước sau. Cô vui vẻ nói, ngươi tốt quá, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giọng điệu của hệ thống bỗng nhiên lạnh lùng, nhưng không thể che giấu sự phấn khích. Đừng nịnh nọt ta nữa, ta không thích thứ này. Hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Hệ thống bình tĩnh thúc đẩy nhiệm vụ. Bước thứ hai, nói với Mặc Giao rằng ngươi thích hắn ta. Hụ, thích nam chính. Cô liếc nhìn đồng hồ, Vân Uyên sắp kết thúc tu luyện, đến tìm Mặc Giao rồi. Cô nhất định phải chọc giận Mặc Giao, khiến nàng ta bỏ đi trước khi hắn đến. Cô bước lên phía trước, ngẩng cằm, bề ngoài thì kiêu ngạo, nhưng thực chất lại lén lút cào cào tay. Mỗi khi nói dối, cô lại không kiểm soát được mà cào tay. Ta thích Vân Uyên, Vân Uyên cũng thích ta. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn, như thể cái gì đó sụp đổ. Mặc Giao không bị ảnh hưởng, ánh mắt nàng ta toát lên vẻ khinh thường. Thật là nói bậy. Lão già kia, phụ thân ngươi, đã giết hết cả Long tộc, làm sao Vân Uyên có thể thích con gái của kẻ thù chứ? Cô theo bản năng phản bác. Phụ thân ta là phụ thân ta là ta, hai người khác nhau. Mắt cô rưng rưng, nước mắt trực trào. Trông ta như thể đang yêu Vân Uyên sâu đậm. Hệ thống cổ vũ cô, giỏi lắm. Cứ thế mà tiếp tục đi. Sau khi nói kết luận, phải đưa ra bằng chứng ngay. Mặc Giao lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì mà nói Vân Uyên thích ngươi? Cô suy nghĩ một lúc. Hắn không thích phụ thân ta cũng không thích ta, âm nhân âm bằng dương, hắn thích ta. Cô hơi đắc ý, muốn được hệ thống khen ngợi. Hệ thống thở dài. Thôi bỏ đi, ngươi cứ đọc theo kịch bản đi. Hệ thống lấy lời thoại trên kịch bản ra. Nếu Vân Uyên không thích ta, tại sao lại đưa ta về Long Cốc? Hắn có cho ngươi chạm vào vảy rồng trên ngực hắn chưa? Ta đã chạm rồi. Tất cả những chỗ trên người Vân Uyên, ta đều đã chạm vào. Còn ngươi thì sao? Vân Uyên có từng chủ động gần gũi ngươi lần nào chưa? Cô đọc theo lời thoại. Mặc Giao quả nhiên tức giận bỏ chạy. Cô đứng ngây người, chờ đợi một lúc, sau đó hỏi, sao Vân Uyên không đến tìm Mặc Giao nhỉ? Hệ thống nói, lúc ngươi nói thích Vân Uyên, hắn đã đến rồi, nhưng nghe thấy câu nói này, hắn liền ghê tởm che mặt bỏ chạy, đang ở bên ngoài đâm đầu vào san hô đấy. Cô gật gật đầu, thì ra tiếng động vừa rồi là tiếng đâm vào san hô. Cô nhớ đến lần trước, khi Vân Uyên đưa cô đi, cũng đã đâm vào san hô. Hình như Vân Uyên rất thích đâm vào san hô. Hệ thống khẳng định, chắc là vì san hô trông giống sừng rồng. Bản thân không mọc được sừng rồng, cũng không cho người khác mọc, keo kiệt, bủn xỉn. Hệ thống nhìn kịch bản, nhưng mà đâm vào san hô khiến cho hắn rất phấn khích, chỉ số hưng phấn lại tăng vọt. Hệ thống dạy dỗ cô, không thể yêu loại đàn ông như vậy được. Sau này chắc chắn sẽ đánh vợ. Cô học theo lời nó, không thể yêu. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, dường như rất hài lòng với cô. Tiếp tục thúc đẩy nhiệm vụ. Mặc Giao đã chạy đến bờ vực rồi, mau đến đó đẩy nàng ta xuống. Sau khi thích ứng với cái đuôi, cô bơi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Mặc Giao. Cô cứ tưởng Lao Trạch là vũng nước nằm dưới đáy biển, không ngờ nó lại ở gần mặt nước biển đến vậy. Nó như một chiếc đèn lồng khổng lồ, nằm lơ lửng trên mặt biển. Bên trong lớp màng mỏng, sóng lan tăn là dòng nước màu trắng sữa. Có vẻ như tỷ trọng của nó nhỏ hơn nước biển, không biết là chất lỏng gì nữa. Mặc Giao tức giận bơi lên mặt biển để lấy hơi, vừa hay đi qua bên cạnh Lao Trạch. Cô đuổi theo Mặc Giao. Hệ thống lo lắng nói, thả lỏng một chút đi, ta vừa dùng điểm để mua thiết bị đẩy cho ngươi. Chỉ cần ngươi chạm vào Mặc Giao, nàng ta sẽ bị đẩy vào trong Lao Trạch. Cô càng nhìn chất lỏng màu trắng kia, càng cảm thấy đáng sợ. Sau khi rơi vào trong Lao Trạch, Mặc Giao có bị thương không? Nhất định phải rơi xuống Lao Trạch mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Hệ thống thúc giục cô, đừng chần chừ nữa, nhanh lên. Cô cắn răng, run rẩy đưa tay ra đẩy. Đẩy hụt, bùm, chính cô lại rơi vào trong Lao Trạch. Mặc Giao nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy cô rơi xuống. Nàng ta ngây người, thậm chí còn quên cả nhai tôm. Một cảnh đơn giản như vậy mà cũng không hoàn thành được, não ngươi bị kẹp cửa à? Cô ngậm nước mắt gật đầu, vừa chìm xuống dưới, vừa giải thích. Lúc 6 tuổi, bị kẹp một lần ục ục ục. Lúc nhỏ, cô trông rất đáng yêu, được chọn làm ngôi sao nhí. Ngoài thời gian quay phim, bố không cho phép cô ra ngoài. Có một lần, cô lén lút chạy ra ngoài, kết quả là bố đóng cửa quá nhanh, kẹp trúng đầu cô. Cô phải nằm viện mấy ngày. Lúc tỉnh lại,
Bố vui mừng khôn xiết, nói may mà không kẹp trúng mặt, vẫn còn có thể quay quảng cáo. Lúc sắp hôn mê, hình như cô nghe thấy tiếng tát tai. Mạc Dao đứng bên cạnh lao chạch, thở dài, ta thật là đáng chết mà. Trong đầu vang lên tiếng hét thất thanh của hệ thống. Sao rơi xuống rồi mà tín hiệu lại mất thế này? Chết tiệt, Nhân Ngư có thể bị chết đuối không? Sau khi uống đầy một bụng, cô mới biết chất lỏng trong lao chạch là rượu. Mạc Dao nhìn thấy cô chìm xuống dưới, liền muốn nhảy xuống cứu cô. Nhưng mà, lao chạch đối với cá khổng lồ cũng giống như rượu hùng hoàng đối với rắn. Theo bản năng, nàng ta không thể tiến lên phía trước được. Rượu cô uống vào đều biến thành hơi nóng trong cơ thể, khiến cho mặt cô đỏ bừng. Cô không nhịn được mà lộ ra đuôi cá. Cô hơi mở miệng, bị rượu làm cho khó thở. Mọi giác quan của cô đều biến mất, như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa. Ngay lúc sắp ngạt thở, có một thứ mềm mại, mát lạnh, dính lên môi cô, truyền linh khí cho cô. Eo cô bị một đôi bàn tay to lớn nắm lấy, móng vuốt của rồng đen ấn lên chiếc đuôi cá đang run rẩy của cô. Là Vân Uyên. Hắn dùng phép thuật tạo ra một lớp bong bóng cách ly rượu, sau đó ôm lấy cô trong bong bóng. Sau này, cô mới biết chuyện trên giang hồ trong miệng hệ thống chính là hợp hoan đạo. Truyền linh khí rất lâu, Vân Uyên mới buông cô ra. Trong mắt đen láy của hắn đầy vẻ ham muốn, giọng nói khàn khàn, tiểu túy quỷ, còn nhận ra ta là ai không? Cùng lúc đó, trong đầu cô vang lên giọng nói đứt quãng của hệ thống, con ma men kia, mau tỉnh lại. Mắt cô đỏ hoe, không biết là do uống rượu hay là do vừa rồi Vân Uyên dùng sức quá mạnh. Cô mơ màng nhìn hắn. Lúc này, nửa người trên của Vân Uyên là hình người, nửa người dưới là đuôi rồng, trông vừa hoang dã vừa tuấn tú. Trên trán hắn cuối cùng cũng mọc ra sừng rồng. Mọc rồi, nhưng mà chưa mọc hết. Như sừng hươu non, ngắn, nhỏ, tròn. Cô tò mò đưa tay ra chạm vào. Vân Uyên tránh né cô, quay mặt đi. Đừng chạm vào, xấu lắm. Bây giờ Vân Uyên vẫn chưa biết mình có thể hóa rồng hay không. Phụ thân hắn là rồng, mẹ hắn là rắn. Ngày ngày chăm chỉ tu luyện, mới mọc được cặp sừng kỳ quái này. Say rượu, cô trở nên dũng cảm hơn, cố chấp muốn chạm vào sừng của hắn. Không xấu, đáng yêu mà. Cô nhớ đến lời hỏi của hắn vừa nãy. Cô ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói, giống như chàng vậy, duyên duyên. Lời còn chưa dứt, Vân Uyên đã hôn xuống. Lưỡi hắn mát lạnh, nhẹ nhàng mút mát vành tay cô, lướt qua gò má, cuối cùng quyện lấy lưỡi cô. Nụ hôn của hắn khiến cho lông mi cô ướt đẫm, giọt nước mắt long lanh rơi xuống, biến thành những viên ngọc trai trắng muốt. Vân Uyên ngậm lấy nước mắt cô, đưa cho cô nếm thử. Những viên ngọc trai trắng muốt ẩn hiện giữa đôi môi đỏ mọng. Mấy lần cô suýt nữa nuốt phải ngọc trai, lại bị Vân Uyên dùng lưỡi cuốn ra. Hắn quá bá đạo, cô đưa tay ra chống lại ngực hắn, lại chạm vào vảy hộ tâm kia. Sau khi hóa thành nửa người nửa rồng, nửa người trên của hắn không còn quần áo che chắn nữa. Mắt cô rưng rưng, nhìn không rõ, hình như cô thấy có hai miếng. Lại còn màu đỏ nữa. Cô lắc đầu, chắc là cô say quá, nên mới nhìn nhầm. Lúc tỉnh lại, cô đang nằm trên chiếc giường bằng vỏ sò trong long cốc. Vân Uyên đã đi tu luyện rồi. Hệ thống liền báo tin vui cho cô ngay lập tức. Cảnh thứ hai cũng đạt điểm tuyệt đối rồi. Ngươi lại được cộng thêm 30 điểm nữa. Hoàn thành thêm hai nhiệm vụ nữa, chỉ cần không làm quá tệ, đạt được 40 điểm trở lên là có thể về nhà rồi. Cô mừng rỡ cười. Có phải chỉ cần có người rơi xuống lao chạch là có thể đạt điểm tuyệt đối không? Không phải, hôm qua sau khi ngươi rơi xuống, chỉ số tình yêu của nam chính tăng vọt, kịch bản hiển thị mục tiêu đã hoàn thành, thúc đẩy được cốt truyện tình cảm nên mới cộng điểm cho chúng ta. Cô gật đầu, cũng không hiểu rõ lắm. Hệ thống giải thích cho cô. Hôm qua sau khi cô rơi xuống lao chạch, liền mất liên lạc với hệ thống, không lâu sau, Vân Uyên đến tìm Mạc Dao, cũng nhảy xuống đó. Hệ thống suy đoán, ta thấy rồng hình như thị lực không tốt lắm. Mạc Dao to lớn như vậy đứng ngay bên cạnh, hắn lại không nhìn thấy, cứ nhảy xuống lao chạch. Sau đó ta mới hiểu ra, có lẽ hắn không phải xuống đó tìm Mạc Dao, mà là tìm người. Hệ thống cố tình dừng lại một lúc, sợ ngươi là con tin bỏ trốn. Ta nghĩ hắn bắt được ngươi chắc chắn sẽ tra tấn ngươi, nên liền dùng thuốc che giấu cảm giác. Thế nào? Bây giờ còn đau không? Cô cựa quậy tay chân, cười rạng rỡ. Thật sự không đau chút nào. Hôm qua, sau khi rơi xuống đó, cô uống rất nhiều rượu, sau đó liền không nhớ gì nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà có thuốc che giấu cảm giác của hệ thống, nếu không cô chắc chắn sẽ bị Vân Uyên ức hiếp đến chết. Sau hai lần đạt điểm tuyệt đối, tâm trạng của hệ thống rất tốt, nó cảm thấy chúng ta nhất định sẽ quay về nhà thành công. Nó bắt đầu tưởng tượng về tương lai tươi đẹp. Sau khi quay về, ngươi muốn gì, cứ nói với ta có chút tiền tiết kiệm. Cô run rẩy nói, muốn, ngươi muốn gì, cô cũng cho, cứ nói đi.
Cô hít một hơi thật sâu, nói, không dám ạ. Hệ thống cười nói, hay là, sau khi về nhà, cùng nhau chơi bài đi. Không lâu sau khi cô tỉnh lại, Mạc Dao đã vội vàng đến tìm cô. Cô cứ tưởng nàng ta lại muốn mắng cô. Không ngờ đâu, nàng ta lại nắm lấy tay cô. Em yêu, em đến đây làm ký chủ bao lâu rồi? Cô không biết phải phản ứng thế nào, liền cầu cứu hệ thống. Hệ thống nghiến răng nghiến lợi, vừa lên đã gọi là em yêu, còn tùy tiện nắm tay, chắc chắn ngươi không đấu lại nàng ta đâu, mau giấu việc ngươi là ký chủ đi. Mỗi khi nói dối, cô lại cào cào tay, ngón cái không kiểm soát được mà trà sát vào ngón áp út. Ta không phải. Mạc Dao thương hại sờ sờ đầu cô. Bảo bối, ta đã gặp quá nhiều kẻ nói dối rồi, cho ngươi mượn hết mưu mô của bọn họ, ngươi cũng chỉ là con số âm mà thôi. Hôm qua, là em sợ ta bị thương, nên mới cố ý để tay trượt, rơi xuống đó phải không? Mạc Dao nói với cô, nàng ta xuyên không đến đây vào tháng trước. Tên thật ở hiện thực là Mạc Dao. Cô biết nàng ta là quản lý vàng của giới giải trí. Lúc cô chưa hết nổi tiếng, từng gặp nàng ta ở hậu trường của một buổi lễ trao giải. Mạc tỷ rất nổi tiếng trong giới giải trí. Thứ nhất là dù nàng ta dẫn dắt ai, cũng có thể biến người đó thành ngôi sao hàng đầu. Thứ hai là, những ngôi sao hàng đầu mà nàng ta dẫn dắt, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đều sụp đổ với nhiều hình thức khác nhau. Yêu đương, ngoại tình, bán hàng đa cấp, hút chích, khỏa thân, lái xe trong lúc say rượu, có thể nói là bộ sưu tập scandal của giới giải trí. Cuối cùng, vào tháng trước, nam diễn viên vừa tham gia bộ phim nổi tiếng, chuẩn bị trở thành ngôi sao hàng đầu, lại bị phanh phui chuyện mua dâm. Người phụ nữ mạnh mẽ như chim ưng, Mạc tỷ, đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, ngã quỵ. Sau đó xuyên không đến đây. Nàng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cưa cẩm nam chính, giúp nam chính trở thành bá chủ tứ hải, mới có thể quay về thế giới thực. Nghe xong, hệ thống cũng cảm thấy thương cảm. Thật là thảm, quá thảm rồi. Hệ thống cũng nhớ đến chuyện buồn của mình. Hai ra, ta đến đây đã 3 năm rồi. 3 năm trước, bọn ta đua xe trên đỉnh núi, có một tên mặt dày ép xe của ta tức giận, cũng lạng lách ép xe lại. Kết quả tên ngốc kia lại nhầm chân ga với chân phanh, khiến cho cả hai đều phải nằm viện, hôn mê 3 năm. Nghe hệ thống miêu tả, trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng. Hình như cô đã từng gặp nó ở hiện thực. Hệ thống tên là Tần Phong, là công tử nhà giàu ở Đông Bắc. 4 năm trước, hắn đến trường đua ngựa nơi đoàn làm phim của bọn cô đang quay phim để cưỡi ngựa. Nghe đồn hắn chỉ thích cưỡi ngựa đua xe, không gần gũi nữ nhân. Nhà sản xuất không tin, bèn dắt theo vài cô bé vị thành niên trong đoàn làm phim của chúng ta đến nịnh nọt hắn. Cô co rút trong đám đông, mắt đỏ hoe, bước vào phòng, chờ đợi số phận bất định. Tần Phong đẩy cửa bước vào, mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, vai rộng, chân dài. Nhìn thấy bọn cô trong phòng, hắn sững người một lúc. Sau đó liền bảo nhân viên phục vụ thay hết rượu trên bàn thành nước ép trái cây. Hắn vẫy tay, gọi nhà sản xuất ra ngoài. Nhà sản xuất cúi đầu khom lưng đi theo hắn. Chớp mắt một cái, đã bị hất ngã xuống đất. Mày thật là đồ súc sinh, coi tao không ra gì sao. Mỗi lần ngắt lời, Tần Phong lại đá nhà sản xuất một cái. Nhà sản xuất phải nằm viện nửa năm. Nước mắt cô rơi xuống, cô nói với Tần Phong trong đầu, anh, gặp được anh, thật tốt. Ôi, sao lại cảm động rồi, đừng khóc nữa. Sau khi quay về, ta sẽ mời tên súc sinh kia ăn thịt ba chỉ chiên chua ngọt, nếu không cũng sẽ không gặp được em. Chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi, cô nói chuyện với Tần Phong trong đầu. Trong mắt Mạc Dao, cô đang nghiêm túc lắng nghe nàng ta mắng người. Cuối cùng cũng tìm được người có thể chút bầu tâm sự trong thế giới này, nàng ta nói không ngừng nghỉ. Ta thật sự phục rồi. Ở thế giới thực, người xung quanh ta đều là những kẻ cuồng yêu, muốn yêu đương cùng lúc 4-5 người. Đến khi xuyên không, cần tìm người cuồng yêu thì Vân Uyên lại lạnh lùng như vậy. Dù ta có thả thính thế nào, hắn cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Định lực này, ta muốn ký hợp đồng với hắn quá. Cô ngơ ngác lắng nghe Mạc Dao nói, thỉnh thoảng gật đầu. Mạc Dao nhìn cô với ánh mắt cương triều. Giá như nghệ sĩ ta dẫn dắt, ai cũng ngoan ngoãn, nghe lời như em thì tốt biết mấy. Dù cho có hơi ngốc một chút, nhưng cũng sẽ không làm chuyện xấu. Như vậy, ta sẽ không bị tức đến mức nhồi máu cơ tim. Mạc Dao tiến lại gần, quan sát khuôn mặt cô. Khuôn mặt này cũng rất xinh đẹp, không có gì để chê. Bỗng nhiên, nàng ta đứng hình. Em là Dư Tịch. Sao em lại gặp phải chuyện đó? Mặt cô tái nhợt, muốn quay mặt đi. Mạc Dao thương xót sờ sờ cằm cô. Thôi bỏ đi, chắc chắn là em bị người ta hãm hại. Đợi chị quay về, sẽ giúp em minh oan. Mắt cô rưng rưng, ôm chặt lấy nàng ta. Cảm ơn chị. Tần Phong nghe mà chẳng hiểu gì cả. Chuyện gì thế? Có kẻ nào ức hiếp em sao? Đúng rồi, sao em lại đến đây?
Nhìn thấy cô khóc lóc thảm thiết, Tần Phong cẩn thận đoán nguyên nhân cái chết của cô. Khóc đến mức mất nước à? Cô đỏ mắt, không muốn nói chuyện. Tần Phong thở dài, nhẹ giọng nói, không muốn nói cũng không sao, ta không phải là người thích hỏi han chuyện riêng tư của người khác. Nhiệm vụ tiếp theo là phá vỡ đạo tâm của Vân Uyên vào thời điểm quan trọng khi hắn hóa rồng. Vân Uyên là con lai giữa rắn và rồng, vốn dĩ là bán long. Quá trình hắn hóa thành rồng rất dài và gian nan. Trong nguyên tắc, có hai chuyện giúp hắn vượt qua khó khăn. Thứ nhất là nỗi căm hận với vua Nhân Ngư, thứ hai là tình cảm với Mặc Giao. Khiến cho hắn muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, báo thù cho gia tộc, bảo vệ người mình yêu. Chỉ cần hắn mọc được sừng rồng, thì tứ hải này đều sẽ thuộc về hắn. Tần Phong mở kịch bản ra. Cảnh tiếp theo cô phải diễn chính là đánh ngất Mặc Giao, biến thành hình dáng của Mặc Giao. Nói những lời phũ phàng với Vân Uyên vào lúc hắn đang hóa rồng. Ta ở bên cạnh ngươi chỉ vì ngươi có thể hóa rồng. Nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua, ngươi vẫn chỉ là con rắn bẩn thỉu, là kẻ vô dụng. Khiến cho chỉ số đau khổ của hắn tăng lên, cản trở tốc độ hóa rồng của hắn. Lợi dụng cơ hội đó để trốn thoát, quay về báo vị trí của Long Cốc cho vua Nhân Ngư. Tần Phong cổ vũ cô trong đầu. Hai lần trước chúng ta đều phối hợp ăn ý như vậy, lần này chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh bể tôm chiên của Mặc Giao. Cô cầm thuốc mê, nhẹ nhàng rắc vào trong bể. Tần Phong liên tục nói trong đầu cô, không sao, không sao, đừng tức giận, đừng tức giận. Cô ngẩng đầu lên, bối rối hỏi, anh, em không tức giận mà. Tần Phong cắn răng nói, anh đang tự khuyên nhủ bản thân đấy. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà nói, ngươi rắc hành lá à? Ít như vậy, nàng ta là cá khổng lồ, còn to hơn cả cá voi, chút thuốc mê này làm sao có thể đánh ngất nàng ta được. Cô gật gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của Tần Phong, cô bỏ rất nhiều thuốc vào. Sau khi hạ thuốc xong, cô trốn sang một bên, đợi Mặc Giao đến ăn tôm. Một lúc sau, Mặc Giao đến, nàng ta mở nắp bể ra, quát, ra đây cho ta. Ta không mù, thuốc mê nhiều như vậy, che hết cả tôm rồi, làm sao ta ăn được. Chết tiệt, vừa nãy cô chỉ lo tăng liều lượng, không để ý đến khẩu vị của nàng ta. Cô lúng túng bước ra từ phía sau rặng san hô. Vậy phải làm sao đây? Mặc Giao đặt một viên thuốc màu trắng vào lòng bàn tay cô, lấy một con tôm ra khỏi túi. Cô cầm viên thuốc, hỏi, đây là gì vậy? Mặc Giao nói, ta ép hệ thống của ta mua thuốc ngủ dành cho cá khổng lồ đấy. Nàng ta hất cằm. Nào, nhét viên thuốc này vào trong thịt tôm đi. Cô ngoan ngoãn làm theo. Mặc Giao, đưa cho ta. Được rồi. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Mặc Giao hỏi, ngươi không cảm thấy ta quá bá đạo sao? Cô lắc đầu. Không ạ, chị làm gì cũng đúng cả. Nghe lời chị, có thể tránh được rất nhiều sai lầm. Mặc Giao bỗng nhiên nói giọng ẻo lả, ngoan lắm, em hiểu chị mà. Mặc Giao lại đưa cho cô một tờ giấy, bên trên viết đủ loại lời mắng chửi. Đi đi, không biết mắng thì cứ đọc theo tờ giấy này. Hệ thống ghen tị nói, ngươi là ký chủ không có hệ thống sao? Sao nàng ta giỏi thế, những thứ này ta cũng có thể viết cho em mà. Sau khi dặn dò xong, Mặc Giao ngồi xuống bên cạnh giường, bình tĩnh nuốt con tôm kia xuống. Sau đó kéo chăn rong biển lên đến ngực, thở dài. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Cô biến thành hình dáng của Mặc Giao, cẩn thận bắt chước biểu cảm của nàng ta, sau đó đi đến nơi Vân Uyên tu luyện. Nhìn thấy cô đến, Vân Uyên liền mở một lỗ hổng nhỏ trên kết giới, cho cô vào trong. Hắn đứng dậy, ôm chầm lấy cô, cằm cọ cọ vào vai cô, giọng nói ngọt ngào, tịch nhược. Cô hoảng sợ run rẩy, sao hắn lại nhận ra cô ngay lập tức như vậy? Cô đỏ mắt, cố gắng cứu ván cờ. Ta không phải, ngươi, đừng gọi ta như vậy. Được. Vân Uyên gật đầu, nói theo lời cô, gần tay cô, nhẹ nhàng nói, công chúa. Cô lớn tiếng, cố gắng dùng âm lượng để che giấu sự run rẩy của mình. Ta đã nói ta không phải rồi mà. Vân Uyên cười, cúi người xuống, nắm lấy tay cô đang giấu phía sau. Công chúa nói dối, ngón cái sẽ vô thức xoa xoa ngón áp út. Vân Uyên siết chặt lòng bàn tay, nắm chặt tay cô. Tiểu lừa gạt, ta đã nghe thấy nàng nói thích ta. Ta cũng yêu nàng. Tim cô đập thình thịch, quên hết mọi chuyện, ngẩng đầu lên, hỏi hắn, nhưng mà ta hay khóc nhè, ngươi không thấy phiền sao? Chắc hẳn công chúa đã phải chịu nhiều uất ức. Vân Uyên lấy ra một con búp bê từ trong tay áo, được sâu bằng ngọc trai, trông rất giống cô. Mỗi giọt nước mắt cô rơi xuống, đều được hắn cẩn thận nhặt lại, cất giữ cẩn thận. Công chúa được tạo ra từ nước mắt, hắn đưa con búp bê cho cô. Sau này, ta sẽ làm tất cả mọi thứ, không để công chúa phải chịu thêm bất cứ uất ức nào, rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Sau khi cô bước vào trong, Vân Uyên liền đóng kết giới lại. Tần Phong không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn cô,
chỉ có thể nhìn thấy Vân Uyên lấy ngọc trai ra. Hắn tức giận bất bình thay cho cô. Hắn lấy trộm ngọc trai của ngươi, lại còn lấy ra khoe khoang trước mặt ngươi, chỉ có hắn mới mặt dày, bỉ ổi như vậy. Cô không dám nhận món quà của Vân Uyên, hoảng hốt bỏ chạy. Vừa ra khỏi kết giới, trong đầu liền vang lên tiếng hét thất thanh của Tần Phong. Chết tiệt rồi. Kịch bản cho thấy, tình yêu của nam chính đã lệch hướng, đối tượng thú nhận lại trở thành nữ phụ độc ác, lập tức thực hiện hình phạt. Khốn kiếp, không những không được cộng điểm cho cảnh này, mà 60 điểm em tích lũy được trước đó cũng bị trừ xuống còn 10 điểm. Nghiêm trọng thế sao? Cô đỏ mắt, xin lỗi, xin lỗi. Ngươi có phải đồ ngốc không? Hắn thích ngươi, ngươi xin lỗi làm gì? Tần Phong thở dài, nhưng mà, việc hắn thích ngươi cũng dễ hiểu thôi. Cô lo lắng hỏi, anh, điểm của anh cũng bị trừ sao? Chúng ta sẽ phải ở lại thế giới này mãi mãi sao? Tần Phong thờ ơ nói, anh cũng bị trừ 50 điểm, còn lại 28 điểm. Cô thất vọng vô cùng, hỏi, vậy chúng ta có thể tiếp tục làm nhiệm vụ để tích lũy điểm nữa không? Một lúc sau, kịch bản đưa ra phán quyết. Tần Phong giải thích cho cô. Cốt truyện đã lệch hướng, những cảnh tiếp theo đều sụp đổ, không thể tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Nhưng mà, kịch bản đã cho chúng ta một cơ hội cứu ván. Sửa chữa cốt truyện, có thể nhận được 50 điểm. Cô ủ rũ lắc đầu. Dù có được cộng thêm 50 điểm, thì cô cũng chỉ có 60 điểm, Tần Phong cũng chỉ có 78 điểm. Hoàn thành rồi chúng ta cũng không thể về nhà. Tần Phong thăm dò hỏi, em muốn về nhà sao? Giọng nói Tần Phong hơi ngượng ngùng. Thực ra em có thể ở lại đây. Sau khi Vân Uyên hóa rồng, sẽ trở thành chúa tể thiên hạ. Hắn lại thích em ở lại đây cũng có thể sống rất tốt. Cô mím môi, nhẹ giọng nói, nhưng mà tình yêu đều có thể thay đổi. Tần Phong bỗng nhiên cười ha ha, hớn hở nói, tốt, ta không nhìn lầm em. Hãy về nhà trước đã, chuyện tình cảm, để sau khi quay về thế giới thực hãng nói. Cô nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng mà điểm không đủ. Tần Phong hào phóng nói, chuyện nhỏ, ta sẽ cho em điểm của ta, em có thể về nhà rồi. Vậy còn anh thì sao? Ta không phải là ký chủ, chỉ có một cơ hội diễn kịch bản, ta có ô dù, có thể ghép nối với nhiều ký chủ để tích lũy điểm. Cứ từ từ tích lũy, nhiệm vụ sửa chữa mà kịch bản đưa ra chính là khiến cho Vân Uyên không còn thích công chúa nhân ngư nữa. Như vậy mới có thể kéo cốt truyện về đúng hướng. Vân Uyên mới có khả năng yêu lại Mặc Dao. Tần Phong nhắc lại, chúng ta nhất định phải đánh thức hắn. Tần Phong dùng điểm để mua thuốc độc. Thuốc này rất độc, nhưng Vân Uyên là rồng, không thể chết được. Nhưng mà, một khi uống thuốc này, vảy và sừng của hắn đều sẽ rụng hết, hắn phải bắt đầu lại quá trình hóa rồng. Vân Uyên rất quan tâm đến việc hóa rồng, làm như vậy, chắc chắn hắn sẽ tuyệt vọng về ngươi. Còn vào lúc hắn yếu đuối nhất, Mặc Dao sẽ ở bên cạnh hắn, đợi hắn hồi phục. Thời gian trôi qua, hắn nhất định sẽ quên ngươi, yêu lại Mặc Dao. Cô nắm chặt lọ thuốc độc, hạ mi xuống. Được, lần này, cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô lại một lần nữa đến nơi Vân Uyên tu luyện. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dạng san hô bên cạnh hình như ít hơn lần trước. Nhìn thấy cô đến, Vân Uyên liền biến thành hình người, mỉm cười nhìn cô, tuấn tú vô song. Công chúa, đã có câu trả lời cho ta chưa? Nghĩ đến chuyện cô phải làm tiếp theo, cô liền rưng rưng nước mắt, mũi đỏ bừng. Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay của Vân Uyên, hắn lật tay, nhẹ nhàng hứng lấy. Vân Uyên ôm cô vào lòng dỗ dành. Ta sai rồi, không nên vội vàng như vậy. Vòng tay hắn ấm áp quá, cô càng khóc nhiều hơn, nấc lên hỏi, nhưng mà phụ thân ta đã giết phụ thân ngươi, ngươi nên hận ta mới phải chứ. Vân Uyên nghiêm túc nói, nàng khác với phụ thân nàng, ta phân biệt được. Tần Phong thúc giục, nói chuyện phiếm đủ rồi, mau cho hắn uống thuốc đi. Cô nhìn thấy sừng rồng trên trán Vân Uyên đã dài hơn rất nhiều. Hóa rồng có vất vả không? Vân Uyên cười, lắc đầu, trong mắt hắn chỉ có hình bóng của cô. Xứng đáng. Tần Phong thúc giục, đừng nhìn nhau nữa, mau cho hắn uống thuốc đi. Sau khi hóa rồng, việc đầu tiên mà Vân Uyên muốn làm chính là phát động chiến tranh. Giết phụ thân cô, giành lại Long Cung. Nhưng mà, không ai trong chúng ta nhắc đến chuyện này. Cô chủ động ôm lấy eo Vân Uyên. Ngươi rất lợi hại, có thể chịu đựng được nỗi đau của việc hóa rồng. Vân Uyên run rẩy, ôm chặt lấy cô, hít hít mùi tóc của cô, giọng nói ngọt ngào. Cô cọ cọ đầu vào ngực hắn, nhẹ giọng nói, đợi sừng rồng mọc ra rồi, ta sẽ cho ngươi kẹo. Tần Phong thúc giục, đừng ôm nhau nữa, mau cho hắn uống thuốc đi. Cô buông Vân Uyên ra, ngẩng đầu lên, hỏi, đợi sừng rồng mọc hoàn chỉnh rồi, ta có thể sờ vào không? Ánh mắt Vân Uyên sâu thẳm, nàng muốn sờ thế nào cũng được. Tần Phong sững người, giọng nói buồn bã, em cũng thích Vân Uyên rồi, phải không? Cô bảo Vân Uyên tập trung tu luyện, sau đó bước ra ngoài. Tần Phong im lặng rất lâu. Được rồi,
ta sẽ viết đơn xin rút lui cho em. Cô không trả lời, lợi dụng lúc Tần Phong đang ngây người, cô mở lọ thuốc độc ra, uống cạn một hơi. Quả nhiên, thuốc này rất độc, vừa uống vào đã thấm vào nội tạng. Trong khoảnh khắc, vảy trên người cô rụng hết, cô sắp chết rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô nhìn thấy kết quả kiểm tra của kịch bản. Công chúa Nhân Ngư đăng xuất, kéo cốt truyện về đúng hướng thành công. Cô liền chuyển hết điểm cho Tần Phong. Trước khi hồn phách tan biến, cô chạm vào hồn phách của Tần Phong, giống như lần đầu tiên cô gặp nó, rất trong sáng, đầy sức sống. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nó. Về nhà thôi, anh. Tần Phong khóc lóc thảm thiết, gào thét đau đớn. Nó vươn tay ra, muốn nắm lấy cô, nhưng mà cô đã tan biến thành bọt biển, hòa vào trong nước. Khi mặt trời mọc, mọi thứ sẽ trở lại vị trí ban đầu. Cô chết rồi, dù Vân Uyên có muốn yêu cô, cũng không thể nào yêu được nữa. Vân Uyên cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau của việc hóa rồng nữa, câu chuyện của hắn sẽ tiếp tục. Còn Mạc Tỷ cũng sẽ có cơ hội tỉnh lại. Thật tốt. Lúc hồn phách tan biến, những chuyện trong quá khứ như cuốn phim tua nhanh hiện lên trong đầu cô. Là ký ức ở thế giới thực, cô tên là Dư Tịch. Bố cô rất đẹp trai, mẹ cô vì điều này mà gả cho ông ấy. Không lâu sau, cô ra đời. Nhưng ông ấy sau khi kết hôn lại nghiện rượu, bạo hành. Mẹ cô không chịu nổi, liền đề nghị ly hôn. Bố cô không cho cô đi, ông ấy cho rằng nếu giữ cô lại, mẹ cô nhất định sẽ quay về. Nhưng mà ông ấy không hiểu thế nào là hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ cô chưa từng quay lại lần nào. Năm 6 tuổi, trên đường từ trường mẫu giáo về nhà, cô được một người làm công việc tuyển chọn nghệ sĩ đưa danh thiếp, nói cô có thể quay quảng cáo. Cô về nhà, đưa danh thiếp cho bố. Lần đầu tiên ông ấy cười với cô. Vì có ngoại hình giống búp bê, nên con đường nghệ thuật của cô rất thuận lợi. Từ người mẫu nhí đến diễn viên nhí, cuối cùng trở thành em gái quốc dân. Cô luôn đóng một loại vai, hay khóc, đáng yêu, thích làm nũng, nhút nhát. Nhưng sau này, cô bắt đầu dậy thì, càng lúc càng giống bố cô. Vẻ ngây thơ trên khuôn mặt cô dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ quyến rũ. Khán giả cảm thấy đây là sự phản bội. Cô không còn là em gái quốc dân vô hại, chỉ biết chớp chớp mắt mà họ quen thuộc nữa. Cùng một biểu cảm, nhưng lại do một khuôn mặt quyến rũ thể hiện thì không ai chấp nhận nữa. Cô rơi vào tình thế khó xử, không thể tiếp tục đóng vai em gái, cũng không thể đóng vai khác. Mấy năm qua quay phim, bố bắt cô bỏ học, bình thường cũng không cho phép cô ra ngoài. Cô gần như không có khả năng giao tiếp, hoàn toàn tách biệt với bạn bè cùng trang lứa. Bố nói cô có thể chuyển sang phong cách quyến rũ, gợi cảm. Ông ta bảo cô tham gia vào bữa tiệc của một đạo diễn. Trong bữa tiệc, cô suýt nữa bị đạo diễn kia cưỡng bức. Cô cố gắng chống cự, dùng chai rượu đập vào đầu hắn, sau đó loạng choạng bỏ chạy. Trở về nhà, bố cô nhìn thấy cô với bộ dạng sộc sệch. Cô khóc lóc kể lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc cho ông ta nghe. Ông ta giơ tay lên tát cô một cái, mắng cô đã phá hủy cơ hội mà ông ta vất vả lắm mới giành được. Cô co rút trong góc tường, nói với ông ta, con không muốn những cơ hội đó, không muốn quay những bộ phim phản cảm đó. Người đàn ông kia đứng trên cao nhìn xuống cô với ánh mắt chán ghét, vô dụng. Giống hệt như mẹ ngươi, chỉ biết quan tâm đến thể diện, không làm được chuyện gì lớn. Cô ngây thơ cho rằng, cùng lắm thì cô sẽ hết nổi tiếng, bị cấm xuất hiện. Không lâu sau, trên mạng xuất hiện clip nóng của cô. Bố cô cho phép trang web khiêu dâm kia thay thế khuôn mặt cô, hơn nữa còn dùng thứ này để kiếm tiền. Ông ta với khuôn mặt dữ tợn khuyên nhủ cô, bây giờ danh tiếng của con đã hỏng rồi, đi theo một đạo diễn thì có làm sao. Rất nhiều ngôi sao lớn ở Âu Mỹ cũng đi theo con đường này, phải biết nhìn xa trông rộng một chút. Sau khi clip được tung ra, cô lại một lần nữa nổi tiếng. Vô số fan từng nói yêu thích cô, dùng những lời lẽ độc ác nhất để chửi rủa cô. Chuyện bố cô đánh bạc cũng bị phanh phui. Có người nói, con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Có người nói, sao nhí đều bị hủy hoại vào tuổi nổi loạn. Lại còn có người nói, những đứa trẻ lớn lên trong giới giải trí, sao có thể trong sạch được. Tình yêu đều có thể biến mất. Những người từng nói yêu thích cô nhất và những người đang chửi rủa cô là cùng một nhóm người. Tất cả ác ý đều hướng về phía cô, không ai quan tâm đến sự thật, khắp nơi đều là clip nóng bị thay thế khuôn mặt cô. Cô tuyệt vọng, sụp đổ, cắt tay tự tử ở nhà. Sau khi hôn mê vì mất máu quá nhiều, cô đã xuyên không vào trong một cuốn truyện. Nó nói hoàn thành nhiệm vụ là có thể sống lại. Nhưng mà, loại người như cô, vốn dĩ đã không muốn sống nữa rồi. Hệ thống nói muốn về nhà, cô không muốn liên lụy đến nó. Cô cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà không làm tổn thương ai. Cuối cùng, cô chọn cách tự sát, thực ra cũng có chút ích kỷ. Không muốn đợi đến khi bọn họ ghét bỏ cô, thì thà rằng dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất. Hy vọng sau khi Mạc Tỷ và anh hệ thống quay về thế giới thực,
sẽ không cảm thấy ghê tởm cô. Lúc hồn phách cô hoàn toàn tan biến, một tia sáng trắng lóe lên. Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong bồn tắm chật hẹp. Nước trong bồn tắm đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Tại sao cô lại quay trở lại? Vết thương trên cổ tay cô đã ngừng chảy máu. Cô thật ngốc, cắt tay tự tử mà cũng không cắt đúng chỗ. Đầu cô choáng váng, hình như cô nghe thấy tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Cắt tay tự tử là vi phạm pháp luật sao? Lúc cô trượt xuống bồn tắm, cô bỗng nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp. Vân Uyên bế cô ra khỏi bồn tắm. Cô cứ tưởng mình đang nằm mơ. Duyên Duyên, rầm, cánh cửa bị đạp tung từ bên ngoài. Hình như họ không nhìn thấy Vân Uyên. Vô số cảnh sát xông vào. Mắt cô càng lúc càng nặng trĩu. Lúc tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện. Tần Phong ngồi bên cạnh giường, nhìn thấy cô tỉnh lại, liền lau nước mắt, tự nhủ, đừng khóc nữa, phải mạnh mẽ lên. Mạc tỷ liền nắm lấy tay cô. Chị đã nói rồi, chị nhất định sẽ khiến cho tên xúc sinh kia thân bại danh liệt, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. Em đừng lo lắng. Vân Uyên đứng bên cạnh giường, đưa đầu đến trước mặt cô. Muốn sờ sừng rồng của ta không? Nước mắt lăn dài trên má, rơi vào tai, lạnh buốt. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Thì ra khi mặt trời mọc, cô không biến mất mà lại được gặp lại những người cô nhớ mong ở nhân gian. Phiên ngoại, ngày Vân Uyên hóa rồng, hắn đã mất đi công chúa mà mình yêu thương nhất. Mạc Giao nhìn Long Chủ đang phẫn nộ, phát điên, không nhịn được mà kể cho hắn biết sự thật. Tịch Nhược là người xuyên không. Ngay lúc đó, Mạc Giao nhìn thấy chỉ số tình cảm của nam chính trên kịch bản đã đạt đến mức cao nhất. Mạc Giao đã hoàn thành nhiệm vụ. Vân Uyên cũng vì thế mà tỉnh ngộ. Long Chủ kiểm soát nước ở Tứ Hải, xé rách lỗ hổng không gian, đến thế giới của Dư Tịch. Vào lúc Dư Tịch rơi xuống bồn tắm, hắn đã hứng lấy công chúa của mình. Sau khi tỉnh lại, Mạc Giao và Tần Phong liền báo cảnh sát, dắt theo cảnh sát và người của mình, vội vàng đến nhà của Dư Tịch. May mà kịp thời, Vân Uyên hiện thân, thông qua Mạc Giao và Tần Phong, biết được tình hình của Dư Tịch. Ba người cùng nhau thảo luận cách đối phó với tên phụ thân xúc sinh kia. Mạc Giao cầm ly cà phê, ta sẽ liên lạc với 800 tài khoản marketing, vạch trần tất cả những chuyện hắn đã làm với Tịch Tịch, khiến cho hắn thân bại danh liệt. Tần Phong cầm ly rượu vang, ta sẽ bỏ tiền thuê luật sư giỏi nhất đưa hắn vào tù, sau đó sắp xếp cho bạn bè trong tù chăm sóc hắn. Hai người bọn họ không biết Vân Uyên có thể làm gì trong thế giới này, liền nhìn hắn. Vân Uyên lạnh lùng nói, ta có thể khiến cho hắn sặc nước chết. Mạc Giao và Tần Phong đặt ly xuống, ngưỡng mộ nhìn hắn. Đừng vội giết hắn. Vì vậy, ba người mở máy tính lên, tìm kiếm cả đêm, tất cả hình phạt có thể thực hiện bằng nước từ xưa đến nay của tất cả các nước trên thế giới. Hoàn toàn văn.